Tiếng vào không em? À? Em có biết kênh của game phải không? Không. Em phải tô hộ thôi. Tiếp theo là mình sẽ tô cái mũi thành sắc màu đen nhé. Thông này, vậy thì mình sẽ tô quả thông. Đầu tiên là mình tô màu xanh trước. Bây giờ mình sẽ tô cái màu màu nâu lên. Mình sẽ tô màu nâu vào đằng này này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye các bạn.